Các bạn thân mến, để chèn ảnh vào khung trong Word, trước hết chúng ta sẽ chèn khung vào văn bản Word. Để chèn khung vào văn bản Word, ta làm như sau. Các bạn kích vào menu Insert, sau đó kích vào mũi tên bên dưới chữ Save và ta chọn hình chữ nhật cái này. Và ta kích chuột vào vị trí muốn tạo khung, giữ chuột trái và kéo rê xuống góc mới để tạo thành khung hình chữ nhật. Khi khung hình chữ nhật đã được tạo, các bạn kích chuột phải lên khung, sau đó chọn Format Auto Save. Ở tab Color and Line, chúng ta sẽ kích vào nút Fill Effects. Cửa sổ hiện lên, các bạn kích vào thẻ Picture và kích Select Picture để lựa chọn bức ảnh thẻ mà chúng ta muốn chèn. Sau đó kích Insert. Để có thể cố định tỷ lệ, ta chọn cái này Lock Picture Ratio, sau đó kích OK. Tiếp theo kích OK thêm lần nữa. Như vậy, bức ảnh đã được chèn vào khung và ảnh ở trong khung này đã được giữ nguyên tỷ lệ. Để thay đổi kích thước của khung thì các bạn di chuyển chuột đến các ô hình vuông, sau đó giữ chuột trái và kéo thả để thay đổi kích thước của khung. Đây, ta có thể thay đổi vị trí nữa, giữ chuột trái và kéo rê. Thì đó là cách chèn ảnh vào khung trong Word. Đề nghị các bạn kích vào nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Channel. Xin chân thành cảm ơn.